vui mừng là tâm trạng của doanh nhân này khi biết thông tin Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Ông cho rằng đây là kết quả tất yếu bởi những nỗ lực cải cách không ngừng nghỉ của Quảng Ninh trong suốt thời gian qua, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển bền vững. Doanh nghiệp gốm đất Việt cũng được hưởng lợi từ sự cải cách của tỉnh, từ đó tạo động lực để ngày càng phát triển. Rất là vui mừng, phấn khởi tỉnh đạt được 5 lần như thế này. Chúng tôi cũng được hưởng những cái việc là ưu ái của cái sự quan tâm của lãnh đạo trong 10 năm qua. Thì nhiều khi cũng khó khăn về nguyên liệu, khó khăn về vận tải, khó khăn về cung cấp than, vân vân, thì đều được các đồng chí lãnh đạo cao nhất của tỉnh đến các sở ban ngành, đến chính quyền địa phương là tích cực tháo gỡ. Theo các doanh nghiệp, kết quả PCI năm 2021 và những năm qua đã phản ánh thực tế, chính xác và khách quan chất lượng điều hành kinh tế và môi trường đầu tư kinh doanh của Quảng Ninh. Từ trong nhóm gần cuối bảng xếp hạng 58 trên 63 tỉnh thành phố vào năm 2007, Quảng Ninh đã bứt phá vươn lên 9 năm trong top 5 và 5 năm dẫn đầu chỉ số PCI. Những chuyển động tích cực của Quảng Ninh như cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tính năng động của chính quyền được phát huy mạnh mẽ qua từng năm, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện, được cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư ghi nhận và đánh giá cao. Tỉnh Quảng Ninh đã dành cho công ty chúng tôi sự quan tâm và hỗ trợ to lớn, giúp công ty hoàn thiện việc xây dựng nhà xưởng và đi vào hoạt động một cách sớm nhất. Bên cạnh đó, chính quyền luôn lắng nghe và đồng hành với chúng tôi trong quá trình kinh doanh, sẵn sàng kết nối các ban ngành liên quan nếu như chúng tôi gặp vướng mắc. Chúng tôi rất hài lòng với môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh vì chúng tôi cảm thấy cái việc mà đồng hành doanh nghiệp cùng doanh nghiệp không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành hành động của tỉnh. Nhờ vậy mà công ty chúng tôi cũng như là hàng ngàn những doanh nghiệp khác trong tỉnh có cái cơ hội bứt phá, tạo dựng thương hiệu và qua đó chúng tôi sẽ càng thêm tin tưởng cũng như là nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của tỉnh. Quảng Ninh đã và đang khẳng định thương hiệu, hình ảnh môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn và hấp dẫn, mở rộng cửa chào đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong tỉnh tràn đầy niềm tin, kỳ vọng và sự phát triển đi lên của Quảng Ninh trong thời gian tới. Chúng tôi rất phấn khởi, rất tin tưởng và nói thêm rất tự hào là người Quảng Ninh. Tin tưởng rằng trong những năm tới, tỉnh Quảng Ninh chúng ta sẽ tiếp tục tiến mạnh hơn, tiến xa hơn trong việc gọi đầu tư thu hút để mảnh đất Quảng Ninh của chúng ta là mảnh đất đáng sống và đáng đến. Kết quả đạt được PCI năm nay là rất tốt rồi. Chúng tôi mong muốn tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh này, nâng cao năng lực cạnh tranh để tạo động lực quan trọng thúc đẩy thu hút đa dạng cái nguồn lực đầu tư, từ đó phát triển kinh tế xã hội thật là bền vững. Đây là năm thứ 5 Quảng Ninh duy trì 5 năm từ 2017 đến 2021 liên tiếp vị trí quán quân PCI và 9 năm từ năm 2013 đến năm 2021 liên tiếp trong nhóm 5 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước, thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với chính quyền tỉnh Quảng Ninh, đồng thời cũng là sự ghi nhận của cộng đồng doanh nghiệp, người dân trước nỗ lực không mệt mỏi của Quảng Ninh xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, phục vụ, kiến tạo phát triển thông qua chỉ số cải cách hành chính PAINDEX, chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước CPAT, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI.